Ngoài chanh mật ong thì còn cái nước nào tốt nữa không của bác sĩ? Nhiều loại lắm, làm sao mà hết được. Thứ nhất nhá, chanh mật ong đúng không? Thì mình có thứ nhất là cái gì? Các loại nước ép sinh tố, mình có thể mix đa dạng các nước ép sinh tố với nhau. Rồi số 2, cực kỳ hay bác Xíu đang áp dụng, đó là nước ép rau hoặc là sinh tố rau. Bạn nào đã từng dùng thử xem thì sẽ thấy là nước sinh tố rau uống cũng khá là ngon, nhưng nếu bạn biết mix lại thì sẽ ngon hơn. Thứ ba đó là các cái loại như là nước cần tây này, hay là các cái saffron, hay là các loại trà. Mỗi loại nó có một cái đặc tính chống oxy hóa và cái lợi ích khác nhau, thì các bạn sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm dùng. Buổi sáng, sáng sớm ấy, thì nên chọn các loại có đặc tính là tăng các cái sự hưng phấn nhá, có thành phần caffeine chẳng hạn, hay các loại trà chống oxy hóa như tính chất trà xanh. Còn buổi chiều tối thì mình có thể uống các loại mà không chứa kích thích đó. Ok.